Đây nè, sẵn lục lại cái năm 2016 khi mà ban hành quy hoạch điện 7 ha. Ngày ban hành là ngày 18 tháng 3 năm 2016 nè. Thì mình coi lại ngày 18 tháng 3 năm 2016, thì lúc đó thì anh em sẽ thấy rằng là nó ngay điểm này ha. Và đúng là lúc này thì anh em sẽ thấy là nó trên trên đường MA200 là cái đường mà xu hướng dài hạn nè ha. Và khi mà quá muộn cái nó sụt xuống cái thì xong, sau đó nó lại tăng tiếp chứ nó không như bây giờ rất là xấu xí luôn ha. Và nó tăng cũng một mạch là từ tháng 3 năm 2016 mà nó tăng đến đây, thì nó bắt đầu tạo đỉnh là cũng tháng 4 năm 2017, là nó tăng cũng được cả năm trời hả. Nó tăng được cả năm trời thì mình đo thử coi là từ cái năm tháng 4 năm 2017 nó sụt giảm bao nhiêu phần trăm ha. Cũng sụt giảm 36% ha. 36% thì nó lại tiếp tục leo lên đỉnh mới. Và lúc đó thì thấy rằng là nó cũng có cái xu hướng gọi là nó bị gãy MA 200 ha. Và nó gãy y chang như lần giờ luôn. Và nó gãy trong cái thời gian là cũng khá là lâu ha. Tháng 7 năm 2017 cho đến tháng 1 năm 2018 nó giảm cũng nửa năm. Và hiện tại thì chúng ta coi coi là nó gãy được bao lâu rồi. Đây, cái thời này thì nó cũng gãy là từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 4. Rồi nó gãy cả năm, sau đó nó lên thì bây giờ nó mới gãy được có nó gãy được từ tháng 7, và cũng kỳ vọng là tầm tháng 1 thì nó bắt đầu đi lên tiếp ha. Hy vọng là vậy thôi, mọi thứ đều là hy vọng, mà không biết là biên độ nó có giảm nữa hay không. Và hiện tại thì thấy rằng là biên độ giá và cũng như là thanh khoản là nó siết chặt cực kỳ luôn nè ha, cũng ít người muốn bán rồi. Và mình cũng không hiểu tại sao rồi SI mà xuống vùng quá bán rồi mà vẫn cứ bán anh em ha, cầm rất là buồn. Thì tôi cũng như bao anh em khác thôi, cũng muốn cổ phiếu mình nó tăng thôi ha. Và định giá là mình coi trong Vietstock, tại vì bên đây mình xài phần mềm miễn phí nên là nó cũng không có định giá, mặc dù bên Q nó tốt hơn. Thì bên định giá bên đây thì PE lúc đó nó chỉ bằng 9 thôi, còn bây giờ PE tới 40 và BB của nó thì lúc đó là bằng 3 nè. Hiện tại thì BB của mình chỉ có là 1.7 thôi ha, và doanh thu thì nó chứng tỏ là nó chưa bốc đầu nè. Và cũng kỳ vọng là nó bốc đầu như vậy và lên như sau thế thì nó trở về cái thời kỳ huy hoàng của nó, thì khi đó thì cái PE của nó sẽ tụt xuống thấp hơn nữa. Và kỳ vọng là dòng tiền tham lam nó vào thì nó đẩy giá lên chút xíu ha. Cũng kỳ vọng như thôi, mọi thứ là kỳ vọng ha. Quan trọng là có am hiểu doanh nghiệp hay không, và quan trọng là giá cổ phiếu giảm nhưng mà doanh nghiệp nó có chết hay không, và doanh nghiệp còn xịn sò hay không. Chứ còn nếu mà dòng tiền hoạt động kinh doanh nó vẫn thu về rồi, khoản phải thu nó cũng giảm thì thấy cũng khá tích cực, cộng thêm đó là lợi nhuận của nó cũng không có bị âm thì cũng thấy là khá ổn ha. Còn mọi cái thì đã phân tích trong cái video TV2 bữa mới ra báo cáo tài chính rồi.